là Bao nhiêu tôi là con kêu anh cô với nhóm thiện nguyện, con nói là con từ nào mà con đậu tròn hết, con không biết con nào, con rất là lợi lộn, con nó cũng chướng nợ với con, nó cũng có nghề của con cũng thích nợ, nhưng mà ngày nay thấy con tôi của cô 2 tháng là thấy nó ta đổ rồi, đến nay gặp mình gặp 3 tháng là cô gần 3 tháng rồi là con thấy nhà con rất là lợi lộn, con rất là mừng, con đi ăn con rất là cảm ơn cô có nhóm tình nguyện cứ đồng tôi trên đậu tròn hơn không, con nói con rất là cảm xúc, con mừng từ khi là con mừng ghê lắm cô, nhưng mà con dơ ta mà con biết biết tin nhắn, nói chung là con nó mở để con tâu thôi chứ con không biết gì hết, nó cần cái máy cho nên con muốn nói mà con không nói được. Dạ con rất là mừng gia đình con rất là thay đổi, con rất là mừng kể cả chồng với con rất là thay đổi, tôi được gần 2 tháng là thay đổi, và gần 3 tháng rồi thấy thay đổi lắm quá. Vừa rồi con phát nguyện con tâu ta ngà là nhập thác luôn, mà chồng con cũng nói gì để cho tôi, cho hồi kia không có dễ gì, chồng một mẫu cũng không cho đi chùa luôn á con, xin đi chùa mà cũng không cho, chỉ có đi được bữa sám hối thôi, từ nhà vô đang chỗ chú Dư đây là Phật đường đây là tôi chỉ kia đi chùa, là vô tôi mấy với chú, mà nói chung là trong cái độ tròn của chú là mười mấy người, nhưng mà tin là chỉ được có 5-6, kể cả vợ chồng chú nữa là theo cô là được có 5-6 người, còn khổ tin thì lần đầu thì cũng nói mà sau này nghĩ chắc họ cũng đủ chia là thôi rồi con cũng nói thôi giờ tùy duyên, bao giờ họ tin bao giờ mình lợi lộc thì họ tin, thì họ quay lại tôi chứ giờ nó không có duyên được tốt cũng lợi lộc gì. Dạ con cảm ơn cô với nhóm thiện nguyện đoạn trần với không, con rất là cảm ơn, rất là cảm ơn luôn. Dạ con gặp cô con rất là mừng, quá mừng luôn á, rất là lợi lộc chứ, con đi chùa bao nhiêu năm nay chứ chú có thấy lợi lộc, chồng vẫn sân si vẫn khó chịu mà con cũng dạy luôn, nó cứ nó mắc nợ nó cứ nói là nó lại nhiều học chuyện thua, nó nhịn luôn cũng giống có gì luôn, nó ngọt quá không có nóng nắng luôn, mà bây giờ tự nhiên 2-1 tháng nay nó thay đổi con rất là mừng luôn. Dạ A Di Đà Phật, con cảm ơn cô. A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Cô tu đã có sự mầu nhiệm của Phật rồi. Nhờ tha lực của Ngài mà Ngài xây chuyển cho gia đình cô. A Di Đà Phật. Nhờ cô tu tinh tấn mà Phật đã gia hộ. Nhờ tha lực của Phật, nhưng mà cũng phải là nhờ cô tu tập tinh tấn thì tha lực của Ngài mới gia hộ được. A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Rồi, cái tiếp phần mở là Như Quỳnh. Em mở bên đó. Ok, rồi mở rồi. Rồi mời bên Trần Như Quỳnh ạ. Con xin chào cô ba, tâm nguyện của con em là muốn gặp cô Giang hả? Có được không? Con xin chào cô ba, con muốn gặp chúng sanh. Hôm nay con nghe pháp cô Giang, nên con mới gặp cô ba. Hôm nay con được duyên hả? Lớp của cô, cứ mang là chúng sanh nữa. Con sẽ cố gắng niệm Phật. Hay gì đạo Phật. Dạ, em là mẹ của bé Hai Như Quỳnh á cô. Lúc trước em cũng được cô thỉnh ra một lần, em là tên Phan Ngọc Như. Em là cái ca mà tệ nhất ở trong mấy cái ca mà cô thỉnh, em rất là hổ thẹn luôn. Nhưng mà từ bữa đó là em quyết tâm là mình biết sai, mình nên sửa. Mà nhiều cái nhiệm màu nó đến với em. Cũng như là lúc trước cô nói là ai có cái gì nhiệm màu chia sẻ, nhưng mà cái điện thoại em không biết sử dụng, em không biết giơ tay, em không có biết nhắn tin gì hết. Thì em cũng muốn chia sẻ, trước nhất là em xin tri ân công đức của mà chị và chị em trong giới thiện nguyện. Và cái điều mà em bấy lâu nay em muốn tri ân nhất là tất cả những vị quá gia trái chủ của em, chư vị đó đúng là hộ pháp luôn mà gia hộ cho em. Tại vì khi em mà lơ là chú chị thiều liền, 10 ngón tay của em là mấy năm nay là bị thúi, không thuốc nào trị được, cái bệnh là bị chàm là đi bác sĩ nhiều lần mà không hết, mà bây giờ là hết hoàn toàn luôn, 10 ngón tay không còn bị thúi, không bị nhưng mà hư nữa, rồi cái tai chàm của em nó cũng hết luôn nữa, mà tôi em cảm thấy rất là an lạc. Nên là em xin tri ân tất cả chị quán gia trái chủ của em. Lúc trước em cũng uống bùa, nhưng mà em nghe chị nói như vậy là em tin tưởng là
mình công phu tinh tấn là tất cả những cái buồn ngại trong mình sẽ được giải. Nên là em rất là hoan hỷ, em xin tri ân công đức của chị. Và em thay lời của mợ em lúc trước cũng là Lý Chiếu Banh cũng thỉnh, nhưng mà giờ mợ em cũng rất là tinh tấn, rất an lạc, xin tri ân công đức của chị luôn ạ. Giờ hàng ngày tụi em là tu theo chị, buổi sáng là em tu theo chị, rồi buổi tối em mở lại cái thời công phu của chị á, em xin phép được mở lại thời công phu của chị, rồi em mời em tu. Em thích nhất là cái tiếng chuông, tiếng cỏ, nhất là những cái lời tụng kinh của chị, nên em không có tu một mình, em tu với chị luôn ạ. A Di Đà Phật, hôm nay em được phát nguyện như vậy là em mãn nguyện nè. A Di Đà Phật, xin phép công đức của chị, nhất là chị Diễm Quỳnh ạ, cái Diễm Trần ạ, chị đó đã giúp đỡ em rất nhiều. A Di Đà Phật. Cảm ơn em chia sẻ. Trước đây em bị bệnh gao hả? Trước đây em bị bệnh đau nhất hả? Bệnh gao. Em bị là nhiều lắm chị. Nói là Phật pháp nhiệm màu lắm. Em là lúc em sanh đứa bé này là em nói là thiếu máu trầm trọng, đứa bác sĩ kêu là phải vô máu. Để em nói em ăn chay trường mấy năm rồi, giờ có chết con cũng không vô máu. Em nguyện với Đức Quan Thế Âm là gia hộ cho con. Con đã phát nguyện trường trai, nếu mà con có chết con cũng chết, chứ con không có vô máu. Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho em là không vô máu. Rồi từ đó đến sau là Phật pháp là em tin, nên là em quyết tâm. Nhưng mà cũng như là em mê chơi, tu thì có tu nhưng mà chơi cũng chơi, nên là quán trai cái chủ nói là tu cái gì nói tao nghe, nên là em rất hổ thẹn, em biết cái sai của mình à. Nên hôm nay em biết tay em sửa. 10 ngón tay của em là nó đuối, là hút gì sức cũng không hết hết trơn á. Giống như là người ta nói là bệnh phong thấp mà không phải. Bây giờ là nó liền hoàn toàn luôn. Rồi cái này là nó liền hoàn toàn luôn, nó không còn cái gì. Em không có sức hút bất cứ gì luôn. Em thầm cảm ơn chư vị quán gia trái chủ. A Di Đà Phật. Tất cả nó là hộ pháp mà A Di Đà Phật. Chị tất bị... cả cái ngày đó đổ độ cho em. Chị bị bệnh đó bao lâu rồi mà hết như thế? Em bị bệnh. Em bị bệnh nó gần 10 năm á chị. Lúc trước em cũng bán bắt nhậu đó, quán gia chính chủ nhiều lắm. Rồi vô minh đâu biết đâu. Nhưng mà em tu thì tu, nhưng mà bệnh vẫn bệnh. Nhưng mà từ lúc mà em theo chị tới bây giờ là hết hoàn toàn ạ. A Di Đà Phật, trước tâm bảo em không dám nói sai sự thật ạ. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ còn bán quán nhậu không? Dạ A Di Đà Phật, em nghĩ là 10 năm nay rồi chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật pháp đến với em là em Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã gia hộ cho em à. Em đang bán vậy đó, rồi em thấy ngài, rồi em tìm hiểu tới chú Đại Bi, em trì chú Đại Bi được 5 ngày cái em phát tâm trường trai. Rồi em nguyện với Đức Quán Thế Âm là gia hộ cho con hãy chuyển cái nghề, con không muốn nghề sắc sanh này nữa. Con không muốn làm nghề sắc sanh này nữa. Lúc trước là em là đầu bếp, nên là Đức Quán Thế Âm là xây chuyển cho em là không còn bán nữa. Rồi đưa em đi tu, đưa em lên trên Đà Lạt, em chốt em đi được 7 ngày. Rồi em về lần sau em chốt thì gần 2 tháng. Rồi em mới biết được là kinh vô lượng thọ. Em chị lúc trước em chị kinh vô lượng thọ, nhưng mà từ khi tiếp em với đạo tràng của chị là em chị tụng kinh A Di Đà, A Di Đà Phật. Và chị màu lắm chị. Và chị đã không còn cái bệnh này là từ lúc thỉnh quan gia trái chủ hay sao? Dạ đúng rồi chị, lúc trước quan gia trái chủ nhiều lắm, em ngủ là đâu có được yên đâu, mới có bước vô chưa ngủ thôi là cả ngàn người gục em vậy đó. Thì em chưa ngủ nữa là giật mình lúc dậy là tỉnh giấc, là cái lưng của em nó ghét hết trơn, giống như là người ta chém mình vô chùa luôn mà hỏi dẫn được luôn. Còn cái đầu của em là nhức, là nửa bên đầu em nhức nằm là em muốn xỉu, em muốn khóc không à. Em đâu lúc trước vô mình đâu có biết đâu, đâu không có biết ngày nào mà trai lạc trên. Rồi cứ nghĩ mình sống là phải kiếm tiền, phải lo cho chồng, cho con, cho mà tương lai. Không biết vô mình, không biết tạo nghiệp. Bây giờ em biết, em xin sám hối. Rồi chị tu tinh tấn trong thời gian bao lâu thì nó tha cho chị? Dạ từ lúc em biết chị A Di Đà Phật. Đã được bao lâu rồi? Dạ trước từ lúc em biết chị là cái ngày mà
học Thích Ca Thành Đạo ạ, A Di Đà Phật. Em nhớ rõ là cái ngày 8/10 năm trước Tết ạ. Em nghe được cái pháp của chị là niệm Phật như thế nào để được cảm ứng với Phật á. Em nghe mà em khóc. Rồi á, nghe tiếp 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 luôn, rồi em tu theo chị luôn ạ, A Di Đà Phật. Rồi, hàng ngày em vô em muốn chào chị mà em không có biết nhắn tin, em không có biết chơi tay luôn á, biết sử dụng rồi để vô vậy không chứ không dám bắt cái gì chứ. Rồi, thì muốn phát biểu cái suy nghĩ, cái nhưng mà cái lời tri ân của em đối với chị mà em không nói không được, A Di Đà Phật. Dạ. Thì từ lúc đó tới trong vòng bao lâu thì chị được cảm ứng và hết bị cái những cái bệnh trong người nữa? Từ lúc em thỉnh đó về rồi em biết em đã sai, em xin sám hối. Em xin sám hối em với mà tất cả chư vị quốc gia chế chủ là em hành trì theo cái quyển sám hối của Hòa Thượng Tịnh Thông mà. Em hành trì như vậy là một tuần lễ em niệm Phật xuyên suốt luôn. Lúc đó là em chưa được vào tâm tu với chị. Rồi em hành trì như vậy, em niệm Phật như chị, em lại sám hối. Em lại như vậy là gần nửa tháng xong là em vô trong em tu với chị luôn ạ. A Di Đà Phật. Em chỉ niệm Phật, em buông hết quyển kinh vô lượng thọ, em chỉ niệm Phật, lại Phật tha thiết, em biết em sai rồi. Bây giờ là A Di Đà Phật, tất cả chư vị đã tha cho em ạ. A Di Đà Phật. Mười ngón tay của em giờ là không còn húi nữa, tay của em là liền luôn, không có hút luôn, không có hút, không có sức gì luôn, A Di Đà Phật. Dạ, chị hết bao lâu rồi? Em hết là từ lúc em vào Zoom tu với chị là gần 2 tháng nay ạ, A Di Đà Phật. Hoan hỷ, A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn những lời chia sẻ của chị. A Di Đà Phật, em xin tri ân công đức của chị ạ. Lúc trước thỉnh ra rồi em rất là hổ thẹn, nhất là hổ thẹn với chị Diễm Trần. Hổ thẹn lắm, tại vì em nói em tu gần 10 năm mà quán gia nói không có ấy mà, ủ quyền cũng bị đọa nữa. Nên là hổ thẹn lắm luôn à. Bây giờ em biết em đã sai. Hổ thẹn với quán gia chủ với củ quyền chứ sao hổ thẹn với Diễm? Dạ. Hổ thẹn với quán gia trái chủ. Em thỉnh rồi em hổ thẹn với chị Diễm Trần á, tại vì Diễm Trần nói là đừng ỷ vào bất cứ ai, hãy tự mình cứu mình á. Nên là em đọc được cái tin nhắn đó là em hổ thẹn vô cùng, A Di Đà Phật. Rồi em thấy em có lỗi với mà cứu quyền Thích Tổ, nói là tu cứu quyền, tu cứu quyền, nhưng mà tu là tu thì tu, mà chơi là chơi, và không có trụ cái tâm. Nên bây giờ em biết trụ tâm như thế nào, rồi kiểm soát được cái ý kỷ của mình như thế nào, không có dám buông lơi, không có dám mê chơi nữa, A Di Đà Phật. Khi mà trụ rồi thì có kết quả liền đúng không? 10 năm tu tập mà không cứu được mình, không cứu được ai hết. Trụ tâm mới có vài tháng thôi là quý vị thấy cái kết quả khủng khiếp. Còn một sự nhiệm màu đến với con em nữa, từ lúc em thỉnh mà chị Dân thỉnh cho con em là em nói em có uống bùa lúc em mang thai đó, là con em là nó ngoan luôn, không bị mắng chốt nữa, nó ngoan luôn, nó không có còn hổ, nó không còn chửi bất cứ gì nữa. Rồi con gái này cũng vậy nữa, nó bị bệnh từ lúc 2 tháng cho tới lớp, cũng mà tháng nào cũng đi bác sĩ kêu, mà từ lúc em được mà chị thỉnh rồi em tu tinh tấn, bây giờ là mấy tháng nay là bé không bệnh luôn chị, mà bé là phát tâm là ăn chay theo em luôn, bé rất là sợ thịt chúng sanh. Nhưng mà bé vẫn lên ký, ăn ít mà lên ký, lúc trước ép ăn mà không lên ký mà bị bệnh. Bây giờ là bé vẫn lên ký mà bé không có bị bệnh, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nên là em xin hứa với chị là em sẽ tinh tấn tu tập, nguyện theo là chị tu tập những gì chị dạy là chúng là em sẽ là thành chị theo, và A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, vâng, ước gì ca nào cũng giống ca này. A Di Đà Phật. Ước gì ca nào cũng giống ca này thì Vân đâu có, Vân đâu có không ngưng làm đâu. A Di Đà Phật. 10 ca chắc được 2 ca quý vị tinh tấn thôi, còn các ca khác thì quý vị cứ nghĩ là họ đi hết rồi, rồi quý vị cứ tiếp tục giải đãi nữa thì kết quả nó sẽ không được như ý muốn. Cho nên cái ca này lạ hơn
các ca khác là tại vì chị này vẫn tiếp tục tu tập rất là tinh tấn, đúng không ạ? Cho nên là giải hết tất cả các nghiệp, kể cả các con cũng được cứu, tất cả các vị xung quanh, và Vân tin là củ quyền của các của chị cũng đã được siêu rất là nhiều nhờ công đức tu tập của chị. A Di Đà Phật, hoan hỷ. Cảm ơn những lời chia sẻ của chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.